Kính thưa quý khán giả, Trung Quốc và Ấn Độ đang được thỏa thuận cải thiện mối quan hệ. Đây chính là tiêu điểm trong phần mở đầu bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Bên cạnh đó, bản tin còn có các thông tin nổi bật khác. Triển vọng hòa bình cho dải Gaza gặp trắc trở. Đức chấm dứt sự hiện diện quân sự tại châu Phi. Libya bất ổn sau khi thống đốc ngân hàng trung ương bị cắt chức. Thưa quý khán giả, Trung Quốc và Ấn Độ đã cam kết hợp tác tìm ra giải pháp sớm cho tranh chấp biên giới kéo dài hàng thập kỷ ở dãy Himalaya, kết thúc vòng đàm phán ngoại giao lần thứ 31 vào ngày 29 tháng 8 vừa qua. Cả hai nước đã cam kết tăng cường quan hệ và tiếp tục giảm căng thẳng ở biên giới. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau cuộc họp tại Bắc Kinh khẳng định hai bên nhất trí tăng cường đối thoại và tham vấn, giải quyết những lo ngại chính đáng của nhau và sớm đạt được giải pháp mà cả hai bên đều chấp nhận được. Cả hai bên sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các thỏa thuận liên quan đến biên giới và sớm cải thiện tình hình biên giới. Tương tự, một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ sau cuộc họp cũng nói rằng hai bên đã nhất trí tăng cường giao tiếp thông qua kênh ngoại giao và quân sự, đồng thời cho biết tôn trọng rừng kiểm soát thực tế LAC là cơ sở thiết yếu để khôi phục trạng thái bình thường trong quan hệ song phương. LAC là đường biên giới có hiệu lực dài 3.200 km giữa Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng chưa được xác định chính xác do thiếu sự thống nhất. Theo đó, vòng đàm phán biên giới lần thứ 31 diễn ra chỉ một tháng sau vòng trước, được tổ chức tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, nơi cả hai bên đồng ý đẩy nhanh các cuộc đàm phán khi tình trạng bế tắc dọc các khu vực tranh chấp đã bước sang năm thứ tư. Tranh chấp biên giới từ lâu đã là điểm nóng trong quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ, gây ra một cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đẫm máu vào năm 1962. Kể từ đó, hai nước đã bị chia cắt bởi LAC khi không đạt được thỏa thuận chính thức về vị trí chính xác của đường biên giới hoặc hơn 120.000 km lãnh thổ tranh chấp. Tuy nhiên, căng thẳng biên giới đã nóng lên kể từ năm 2020 sau khi các cuộc đụng độ ở thung lũng sông Galvan khiến hàng chục binh lính Ấn Độ và ít nhất 4 binh lính Trung Quốc thiệt mạng. Các cuộc đụng độ biên giới khác đã được ghi nhận ít nhất 2 lần kể từ năm 2022. Nhiều cuộc đàm phán cấp cao về quốc phòng và ngoại giao đã diễn ra sau đó. Những cuộc đàm phán này đã giúp làm giảm căng thẳng, nhưng không thay đổi căn bản thế bế tắc quân sự dọc theo phía tây dãy Himalaya. Vào tháng trước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gặp người đồng cấp Ấn Độ bên lề một cuộc họp khu vực ở Kazakhstan, cũng như 2 tuần sau đó tại Lào. Các động thái này nhìn chung được gọi là một phần trong nỗ lực của cả hai bên nhằm giảm bớt căng thẳng trong quan hệ. Chuyển sang các thông tin nổi bật khác. Thưa quý khán giả, trong khi việc đàm phán ngừng bắn chưa có tiến triển, lực lượng phòng vệ Israel IDF hôm 30 tháng 8 tiếp tục khiến căng thẳng leo thang khi phục kích một chỉ huy Hamas tại thành phố Jenin ở bờ Tây. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah mở lại tấn công tên lửa vào Israel. Một quan chức cấp cao của lực lượng Hamas tối 30 tháng 8 khẳng định với kênh truyền hình Al-Mazadin của Lebanon rằng các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas về một thỏa thuận ngừng bắn mới tại dãy Gaza đang gặp trắc trở. Cụ thể, quan chức Hamas giấu tên cho biết các cuộc đàm phán mới nhất tại Doha, Qatar dưới sự trung gian của Mỹ, Ai Cập và Qatar đã không thể tạo được đột phá cần thiết để tiến tới thỏa thuận. Nguyên nhân là do Israel nhất quyết theo đuổi yêu sách duy trì lực lượng tại hành lang Philadelphia, phân cách giữa dãy Gaza và bán đảo Sinai của Ai Cập, điều khoản mà cả Hamas và Ai Cập đều cực lực phản đối. Bên cạnh đó, Israel cũng không chịu từ bỏ quyền phủ quyết đối với danh sách tù nhân Palestine sẽ được trả tự do như một phần của thỏa thuận ngừng bắn. Quan chức Hamas nhấn mạnh cả Mỹ, Ai Cập và Qatar đều đã bắt đầu bực bội với đòi hỏi của phía Israel. Đánh giá đàm phán ngừng bắn đối mặt với nguy cơ đổ vỡ của quan chức Hamas được đưa ra trong bối cảnh nhiều nhà phân tích khu vực nhận định tiến trình thương lượng hiện nay khó có thể tiến đến thỏa thuận sau khi nội các an ninh Israel bỏ phiếu ủng hộ việc duy trì sự hiện diện của quân đội Israel tại hành lang Philadelphia. Trong khi đó, trên thực địa, cùng với việc duy trì hoạt động tác chiến ở dãy Gaza, quân đội Israel đồng thời đẩy mạnh tấn công ở cả trên hai mặt trận bờ Tây và Lebanon. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X hôm 30 tháng 8, IDF cho biết lực lượng này đã phối hợp với đơn vị tình báo Shin Bet và cơ quan biên phòng Israel thực hiện vụ phục kích nhằm vào phương tiện chở chỉ huy Hamas Qassam Khayyam ở bờ Tây.
IDF sau đó đã công bố hình ảnh về một số vũ khí tịch thu được từ chiếc xe chở chỉ huy Hamas Hayem như súng trường tấn công, súng ngắn, các băng đạn, thuốc nổ. Thông báo của IDF viết, sau khi xác định mục tiêu, các binh sĩ Israel dưới sự hỗ trợ tình báo của Shin Bet đã vô hiệu hóa chỉ huy Hamas Wassam Hayem trong một cuộc đấu súng. Hai thành viên Hamas khác là Meshara Masaka và Arafat Amer, những người dưới quyền chỉ huy của Hayem và từng tham gia nhiều cuộc xả súng nhằm vào các khu định cư Israel, cũng bị tiêu diệt trong hoạt động lần này. Tại chiến trường Lebanon, quân đội Israel tiếp tục mở các cuộc không kích dữ dội vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở hàng loạt khu vực, trong đó Tel Hafer, Manimin và Yarao đều thuộc miền nam Lebanon. Về phần mình, nhóm vũ trang Lebanon phóng khoảng 40 quả tên lửa tấn công khu vực Tây Galilee ở phía bắc Israel đêm 30 tháng 8. Theo một số nguồn tin khu vực, đây là cuộc tập kích tên lửa quy mô trở lại đầu tiên của Hezbollah vào Israel. Sau hơn một ngày chủ yếu triển khai máy bay không người lái, mang thuốc nổ tấn công quốc gia đối địch, nhiều quốc gia khu vực và thế giới tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về cục diện chiến sự nguy hiểm tại Trung Đông, kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và hành động có trách nhiệm ở cả trên thực địa cũng như trong tiến trình đàm phán. Các quan chức quân sự cấp cao của Đức và Niger đã đưa ra một tuyên bố chung về việc hoàn thành rút quân. Theo đó, 60 binh sĩ Đức và 140 tấn thiết bị đã được đưa về nước trên 5 máy bay vận tải. Tuyên bố cho biết việc rút quân này không đánh dấu sự kết thúc của hợp tác quân sự giữa Niger và Đức. Trên thực tế, hai bên cam kết duy trì quan hệ quân sự. Hồi cuối tháng 5 năm 2024, Berlin và chính quyền Niamey đã đạt được một thỏa thuận tạm thời cho phép quân đội Đức tiếp tục vận hành căn cứ không quân tại thủ đô của Niger cho đến cuối tháng 8. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán gia hạn thỏa thuận này đã bị thất bại. Đức sau đó thông báo sẽ kết thúc các hoạt động tại căn cứ không quân ở Niger và rút khoảng 30 binh sĩ còn lại trước ngày 31 tháng 8. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói rõ không thể tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Niger như trước nữa vì niềm tin đã không còn. Tuy nhiên, bà vẫn cam kết rằng Berlin không ngừng viện trợ nhân đạo vì người dân Niger không chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Kể từ cuộc đảo chính vào tháng 7 năm 2023, với việc Tổng thống Mohamed Bazoum bị lật đổ, Niger nằm dưới quyền lãnh đạo của lực lượng quân đội. Chế độ này đã quay lưng lại với các đồng minh khác như Pháp và Mỹ, yêu cầu các nước phương Tây có lực lượng ở Niger phải rút quân. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya NOC cho biết, việc đóng cửa các mỏ dầu gần đây đã khiến tổng sản lượng dầu thô của quốc gia Bắc Phi này giảm khoảng 63%. Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa các phe phái đối địch ở miền đông và miền tây Libya vẫn diễn biến phức tạp. Hàng loạt mỏ dầu ở Libya đã bị phong tỏa khi chính quyền ở miền đông yêu cầu chính phủ thống nhất quốc gia Libya GNU đóng tại thủ đô Tripoli, rút lại quyết định thay thế thống đốc ngân hàng trung ương Libya CBL. Người đứng đầu ngân hàng trung ương Libya có vai trò quan trọng trong việc quản lý, kiểm soát và phân phối nguồn doanh thu từ dầu mỏ cho các phe phái đối địch ở Libya. Tập đoàn dầu khí quốc gia Libya nhấn mạnh ngành dầu mỏ là xương sống của nền kinh tế Libya, đồng thời cho biết việc tái khởi động các mỏ dầu vốn đã dừng hoạt động sẽ đòi hỏi chi phí rất lớn. Tập đoàn dầu khí quốc gia Libya cho biết thêm nguyên nhân dẫn đến việc đóng cửa các mỏ dầu không liên quan đến tập đoàn này. Hiện nay, các nhóm chuyên gia của tập đoàn dầu khí quốc gia Libya đang tiến hành đánh giá những thiệt hại do việc phong tỏa các mỏ dầu gây ra. Trong một tuyên bố, tập đoàn dầu khí quốc gia Libya cho hay việc đóng cửa hàng loạt các mỏ dầu đã khiến cho sản lượng dầu thô của Libya giảm mạnh và dẫn đến tình trạng xuống cấp của các cơ sở hạ tầng dầu mỏ, cũng như ảnh hưởng lớn đến nỗ lực tăng sản lượng của nước này. Theo đó, chính quyền ở miền đông tuyên bố đóng cửa mọi hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ Libya cho đến khi Hội đồng Tổng thống Libya và Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya được quốc tế công nhận đóng tại Tripoli, khôi phục chức thống đốc Ngân hàng Trung ương Libya cho ông Sadi al-Kabir. Đầu tháng 8, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Mohamed al-Menfi đã sa thải ông Sadi al-Kabir. Tuy nhiên, động thái này đã bị Hạ viện Libya có trụ sở ở miền đông và quân đội quốc gia Libya của tướng Khalifa Haftar bác bỏ. Chủ tịch Hạ viện Akila Saleh nêu rõ lệnh phong tỏa đối với ngành dầu khí sẽ tiếp tục cho đến khi thống đốc Sadi al-Kabir được phục chức. Ông nhấn mạnh việc đóng cửa các mỏ dầu là biện pháp bảo vệ tài sản của người dân Libya khỏi bị bóc lột và đánh cắp, cũng như bảo vệ tài nguyên quốc gia. Cuộc khủng hoảng xung quanh quyền kiểm soát ngân hàng trung ương Libya có nguy cơ đẩy Libya vào tình trạng bất ổn mới.
Libya, một trong những nước sản xuất dầu hàng đầu trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, bị chia rẽ giữa chính quyền ở miền Đông và chính phủ thống nhất quốc gia Libya ở miền Tây. Hồi tháng 7, Libya đã ghi nhận sản lượng đạt khoảng 1,18 triệu thùng một ngày. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.